có một ngôn ngữ khó hiểu, khó dịch, không phải tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hay là tiếng Nhật, mà đó chính là... Nhật chơi với bạn nào? Em chơi với bạn Tu Amin. Bạn Tu Amin à? Tu Amin là gì nhỉ? Tu Amin, Tu Amin đúng không? Không. Bạn tên là gì? Bạn Tu Amin đi. Tu Amin, bạn gì? Bạn Tu Amin. Tu Amin. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô đúng không? Tom A Minh. Vâng. Tom A Minh à? À đúng không? Vâng. Có đúng là Tom A Minh không? Không. Tên gì sao? Anh. Tom Anh Minh. Tom Anh Minh. Đúng Tom A Minh không? Vì mua được cho mẹ ngày con có hết đồ chơi rồi. Con mà con thích đồ chơi mới nữa mà mẹ không cho. Nói lại nào. À, cháu yêu bạn nào? Cháu không yêu bạn nào cả. Cháu chỉ yêu bạn trai rồi. Cháu chỉ yêu bạn trai là hỏng rồi. Chị xem con chị nói cái gì, chị dịch giúp em phát. Này, đây nha. Mẹ đang ban mấy ai được. Cái gì? Mẹ đang quay camera được. Câu sau. Mẹ quay camera được. Câu sau cơ mà, câu sau dài mà. Có thế thôi. Lại này, dài mà. Nó nói đi nó lại. À, nó nói đi nó lại một câu á. Ừ. Mẹ quay camera được á. Ừ. Đúng là mẹ. Quay đi, em lạnh cả quần của chị.